Để tạo ra câu hỏi lựa chọn đáp án, ta sẽ nhấn vào ô lựa chọn đáp án. Sau đó nhập tên tiêu đề. Nhập yêu cầu của câu hỏi. Nhập nội dung của câu hỏi. Ta sẽ di chuyển dấu nháy chuột vào phần cần lựa chọn phương án, sau đó nhấn vào ký hiệu mũi tên màu xanh, nhập đáp án đúng, nhập các phương án nhiễu. Để thêm phương án nhiễu, chúng ta sẽ nhấn vào thêm phương án nhiễu. Để xóa phương án nhiễu, chúng ta sẽ nhấn dấu X, sau đó quay trở về nội dung. Để thêm hướng dẫn giải, chúng ta sẽ nhấn vào thêm hướng dẫn giải, sau đó điền nội dung hướng dẫn giải vào đây. Sau đó ta sẽ lưu. Đây là hình thức của loại câu hỏi lựa chọn đáp án. Theo quy định, ở bậc tiểu học, mỗi lớp có không quá bao nhiêu học sinh. Học viên sẽ nhấn vào mũi tên ở đây để các phương án hiển thị ra và lựa chọn đáp án của mình.